Do em mình yêu cầu cho nên là mình giới thiệu đầu tiên nhá. Mình tên đầy đủ là Đinh Vũ Hải, hiện tại đang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là tốt nghiệp ở nhà chạy xe chở vợ đi làm. Vợ nuôi. Một lớn. Em cái gì vô hả? Xe. Anh em hả? Ừ. Dạ chào mấy anh, em tên đầy đủ là mình Đỗ Thanh Nhân. Em kinh doanh bất động sản như là đồng hồ. Xe em là 51H06132. Em tên là Chiến, tên đầy đủ Nguyễn Văn Chiến, ở quận 9. Hiện nay đang ở nhà trông con. Lần đầu tiên tham dự với anh em, rất là mong kỳ tới là được tham dự tiếp cùng anh em nữa. 51G96187. Chào các bác, em là Tony Tèo. Em là thiết kế dựng cảnh phim, nhưng mà ta đặt giá là làm trong đoàn làm phiền. Xe em là bản số 51G95046. Bên nghiệp vụ công an gọi là tàu hiện trường giả đó. Đúng không? Xe đâu xe đâu? Hải Anh Đà Lạt, biển số 49A23433. Mình doanh nghiệp gia đình. Là Vũ Nguyễn, ai vui là mình đi theo. Bản số là 52613. Em tên Hồ Đức Tiên, chạy xe 49A24989. Đây nói đây. Nghề của em là chạy dịch vụ ở Đà Lạt anh. Em là Diệp Tư Duy. Xe của em là 21G93341. Bác số dạo. Em bác số dạo. Cái đã rồi. Em là Lê Tâm Phong, biệt danh là Phong Lê. Nghề nghiệp của em là buôn bán thịt bò. Bản số xe của em là 71B06663. Em một vợ ba con. Là Hữu Cơ Phạm, lần đầu tiên offline với anh em. Biển số là 52670. Số xe luôn. Anh làm cái gì? Có đề anh làm cái gì? Nay là bên bất động sản cho thuê cốc văn phòng. Ok. Rồi. Chơi với chú em. Cái xe nó theo đoạn xíu mày, chứ để lạc. Anh phải tắt cái chương trình mà cầm nam quá. Nhớ nghe, trong chó mình có người có bất động sản rồi đó nghe. Ai có bất động sản thì nghệ. Anh xài bà 4G đi, chẳng bất ngờ. Lâu quá, lâu tết. Em là Khiết, Lê Quang Khiết. Facebook là Outin Lê Khiết, thì em là chuyên về bên lĩnh vực báo động và an ninh của ngân hàng. Đặc biệt là khối ngân hàng. Cái dùng mà báo vệ không? Mình là về thiết bị điện tử. Vậy là anh chỉ có năng nhắc báo động ngân hàng. Mình là Nguyễn Minh Phương ở Hóc Môn. Nghề nghiệp của mình đang là hiện là lập trình viên. Mình đi bản xe bản số 51H5409. Nãy mình cố tình kêu là vô để đổi góc quay á, mới lấy cận mặt được á. Mình mặt anh phải lấy cận, anh lấy xa rồi, lấy xa rồi. Mình là Nhân Hà Mã, tên là Hoàng Nhân, bị danh Facebook Zalo là Nhân Hà Mã, làm ở công ty bất động sản chuyên mảng cho thuê và bán dự án. Mình dân gian ta kêu là cò đó. Lại tử mập đi nữa là một cặp song sinh luôn. Đúng. Lại tới mập cỡ anh thôi. Bụng không, không, anh. Không có cỡ đâu. Mình tự tin mình là tự giới. Rồi em giới thiệu em Vinh Trần Quang Vinh, em làm bên ngân hàng. Cái gì? Em làm bên BIDV. Anh còn cái thận nào không? Anh em hả? Kích thận. Xin mời. Giới thiệu đi. Mình là Phật. Tên là Phật. Thận. Làm phù hồ. Làm xây dựng phù hồ. Biển số xe. Sắp tình thể chính rồi. Biển số xe là 23907. Mời mọi người. Xin thưa quý vị các bạn, đây là người đầu ấp tay gối của anh. Nè vô. Đầu ấp tay gối. Kính thưa quý vị hai họ anh Khiết.
tự mình là cũng người nghề nghiệp là tổ chức sự kiện event. Yeah. Event. Xe của mình là 08884. Đây là người đầu óc tay gói. Sinh nhật. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Thay mặt thì trung tâm AXA. Bên đây. Đó. Mình tên Mạnh. Số đo ba vòng là 101. 90. 80. 80 luôn. Sao hình chúng đi vậy? Có quá. Vô hơi bự chút. Tại vì mình hận đàn bà, ghét đàn bà lắm. Sao nó bự hơn mình được? Mình bự hơn nó. Xin cảm ơn. Mình là Bình Phương. Nghề nghiệp của mình là bún xăm dạo. Ai có bún chân mày bấm dao.